Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày thì là vui và nhiều sức khỏe. Thì hôm nay Phúc lại chia sẻ tới mọi người một món bánh mới, đó chính là món bánh xe nhân đậu xanh. Để làm cái món bánh này thì cũng khá là dễ nha các bạn. Khi làm xong bánh của mình nhìn rất là đẹp mắt, khi ăn thì lại mềm dẻo và thơm béo nước cốt dừa nữa. Và phần bánh này các bạn có thể để sang ngày hôm sau, bánh vẫn không bị cứng, vẫn mềm ngon bình thường nha. Và để làm cái món bánh này thì mời các bạn hãy cùng theo dõi hết video. Và các bạn xem video đừng quên like, đăng ký kênh để nhận video mới của mình mỗi ngày. Và để chuẩn bị làm bánh thì ở đây mình có sử dụng là 100g bột gạo, 100g bột năng, 300 ml nước lọc. Về phần nhân thì mình sử dụng ở đây là 100g đậu xanh này các bạn và 150g đường. Màu thì mình xài ở đây là màu gấc nha. Các bạn sử dụng cho mình tầm khoảng là 50 đến 60 ml là được. Thì các bạn có thể thay đổi cái phần màu này thành những cái màu sắc khác. Và tất cả nguyên liệu mình sẽ để chi tiết dưới phần mô tả, các bạn có thể bấm vào xem. Và để bắt đầu làm thì mình sẽ đi pha bột trước nha các bạn. Mình cho hết 100g bột gạo vào trong tô. Và cũng cho vào đây là 100g bột năng, 50g đường cát. Và dằn vào chút xíu muối để cho cái phần bánh của mình không có bị lạc quá nha các bạn. Xong rồi thì mình sẽ đổ cái phần nước lọc vào, các bạn hòa tan cái chỗ bột này ra. Tô bột thì mình cũng đã pha xong mình này các bạn. Thì bây giờ mình để cái phần bột này qua một bên để cho bột nghỉ tầm khoảng là 15 tới 20 phút. Tiếp theo thì mình sẽ đi nấu đậu. Các bạn cho hết cái chỗ đậu này vào trong nồi. Thì với cái phần đậu xanh á, thì các bạn cứ ngâm trước một lúc rồi mình đem nấu thì sẽ mau hơn. Rồi các bạn cho nước vào, cho xăm xắp cái mặt đậu thôi, không cần cho quá nhiều nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đặt lên trên bếp và nấu tới khi nào đậu chín mềm. Nồi đậu xanh nãy giờ thì mình cũng đã nấu cho chín mềm rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho đường vào. Các bạn cho vào đây là 50g đường nha. Về phần nhân này thì mình sẽ không làm cho ngọt quá. Sau đó thì các bạn cũng dằn vào chút xíu muối luôn. Mình đảo đều lại và các bạn cho cái phần màu gớt vào. Để cho cái phần nhân đậu xanh của mình nó có cái màu đẹp hơn đó. Rồi mình cho vào chút xíu nữa. Sau khi đã cho vào xong thì các bạn sên lại tới khi nào mà cái phần nhân của mình nó dẻo lại là được. Phần nhân đậu xanh thì mình cũng đã sên lại cho nó dẻo thế này rồi nè các bạn. Như vậy thì các bạn có thể tắt bếp được rồi. Các bạn đừng nên xào cho cái phần nhân đậu xanh này nó khô quá nha. Mình có cho thêm màu gấc nên là cái phần nhân đậu xanh của mình có màu rất là đẹp nè. Phần nhân đã làm xong thì bây giờ mình sẽ đi lấy trùng bột nha các bạn. Các bạn cho hết cái tô bột lúc nãy mình đã pha vào trong một cái chảo. Khi đã cho bột vào xong thì các bạn mở bếp lên, mình để với lửa nhỏ. Sau đó thì các bạn khuấy liên tục như thế này để cho cái phần bột của mình không có bị mắc ở dưới đáy chảo nha. Mình lấy cho cái phần bột này nó hơi đặc lại là được. Phần bột mình lấy trùng thì cũng đã nóng và vón cục lại như thế này nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Khi đã tắt bếp rồi thì các bạn vẫn đảo liên tục như thế này để cho bột của mình nó được đều hơn đó. Phần bột thì mình cũng đã trộn đều xong rồi nè các bạn. Bột rất là trắng nha. Thì các bạn bóp sơ lại một lần nữa để cho cái phần bột này được đều hơn. Mình làm dẻo dẻo như vậy thì cái bánh của mình nó rất là mềm. Còn các bạn mà để bột khô mình nhồi với lại nước sôi thôi á, thì cái phần bột nó sẽ rất là cứng. Bột lấy thì không cần lấy cho nó chín quá nha các bạn. Nó còn đục đục như vậy là được. Sau khi mà mình đã bóp lại xong rồi đó thì các bạn để qua một bên. Và đây là cái phần nhân đậu xanh gấc của mình nè. Các bạn lấy một cái lượng nhân vừa đủ nha. Sau đó thì mình bóp lại. Nhân rất là dẻo các bạn, chứ các bạn đừng có xào khô quá. Xào khô quá thì cái phần nhân của mình nó rời rọc hết là không có ngon. Giờ các bạn xe cho cái phần nhân này nó dài ra. Phần nhân bánh thì các bạn chỉ cần xe dài như thế này là được rồi. Mình để qua một bên và mình làm tương tự với những phần khác. Phần nhân bánh thì mình cũng đã xe được một nửa rồi các bạn. Thì bây giờ mình làm luôn nha. Các bạn lấy cho mình một cái lượng bột vừa đủ nè. Bột rất là dai luôn đó. Thì mình cũng sẽ xe cho cái phần bột này nó dài ra. Các bạn đè xuống như thế này.
Phần bột sau khi mà mình đã kéo dài ra đó các bạn, thì bây giờ bắt đầu mình cho nhân vào nha. Sau khi đã cho nhân vào rồi thì các bạn ốp lại nè, để cho cái phần bột với lại cái nhân này nó kín lại. Cái số bột mà còn thiếu đó các bạn thì mình sẽ lấy thêm một ít nữa nè, mình cho lên trên nha, tại vì cái nhân này mình làm nó hơi to đó. Sau khi mà mình đã nối lại xong hết rồi thì các bạn lại xe cho cái phần bột này nó dài ra một chút. Xong rồi thì mình sẽ để qua một bên, bột rất là dai này các bạn. Thì tương tự mình sẽ làm tiếp cái phần bột tiếp theo. Phần bột này thì mình sẽ lấy nhiều bột hơn chút nha, lúc nãy mình lấy nó hơi ít nên là nó không có đủ. Bột rất là dai nên là các bạn miết cho nó dài ra là được. Phần bột thứ hai thì mình cũng đã dàn xong rồi, các bạn cũng làm tương tự nha. Phần bột này thì mình làm to hơn nên là các bạn ốp một lần một là được. Rồi mình cũng xe tương tự, phần nào to quá thì các bạn xe cho nó nhỏ ra. Và bây giờ các bạn cứ làm như vậy cho tới khi nào mà hết cái chỗ bột và nhân này nha. Phần bánh thì mình cũng đã xe xong hết rồi các bạn, thì với 200g bột mình làm ở đây là được 8 phần nha. Và bây giờ các bạn chuẩn bị luôn cho mình một cái nồi nước sôi để mà mình đem đi hấp bánh. Nồi nước mình chuẩn bị thì cũng đã sắp sôi nè các bạn, thì bây giờ từ từ mình thả bánh mình cho vào. Khi hấp á, thì mình sẽ lấy một cái miếng lá chuối như vậy để nửa dễ lấy ra hơn. Các bạn để gần nhau cũng được vì cái phần bánh của mình rất là ráo và không hề bị dính nha. Bánh thì mình cũng đã cho vào trong nồi xong hết rồi, thì bây giờ các bạn đậy nắp lại, mình hấp trong vòng từ 7 tới 10 phút để bánh được chín hẳn. Phần bánh mình hấp thì cũng đã đủ thời gian rồi nè các bạn, khi bánh chín lại thì cái phần bánh của mình sẽ trong như thế này. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy bánh ra ngoài nha. Phần bánh thì cũng đã lấy ra khỏi nồi rồi các bạn, thì mình sẽ đi làm tới cái phần nước cốt dừa. Các bạn cho hết 300ml nước cốt dừa vào trong một cái nồi nha. Sau đó thì mình cho vào đây là 50g đường cát. Cho đường vào xong thì các bạn cũng dằn vào chút xíu muối trắng. Và để cái phần nước cốt của mình sánh đặc hơn thì mình cho vào đây là nửa váo bột năng. Sau đó thì các bạn hòa tan cái chỗ bột năng này ra. Sau khi đã hòa tan rồi thì các bạn đặt lên trên bếp, mình mở bếp lên và mình khuấy cho cái phần nước cốt dừa này sánh đặc lại là được. Nồi cốt dừa thì mình cũng đã thắng lại cho nó sánh như thế này nè các bạn. Như vậy là cái phần nước cốt của mình cũng đã đạt rồi, thì các bạn nhắc xuống. Phần bánh của mình lấy ra nãy giờ các bạn thì cũng đã nguội lại rồi, thì bây giờ mình sẽ cắt ra nha. Để cắt thì các bạn chấn xéo như vậy, mình làm cái miếng vừa ăn thôi, không cần làm quá to. Và đây là cái phần đậu xanh ở bên trong này các bạn, mình sử dụng màu gấc để cho cái phần bánh của mình nhìn nó lạ lạ một chút. Và khi cắt thì các bạn lấy một cái bọc mình phủ lên trên cái dao thì mình cắt bánh sẽ dễ hơn. Phần bánh thì mình cũng đã cắt ra thành những phần nhỏ và cũng đã bày ra ngoài đĩa rồi các bạn. Và để bánh được ngon hơn thì mình sẽ rắc lên ít đậu phộng nha. Cái màu cam của quả gấc nhìn rất là đẹp luôn đó. Đậu phộng thì cũng đã rắc xong, thì bây giờ mời mọi người cùng ăn với mình nha. Phần bánh này rất là ráo và không hề bị dính vào nhau luôn đó. Khi ăn thì mình sẽ chấm với lại một ít nước cốt dừa này các bạn. Phần bánh khi ăn đó các bạn thì cái phần vỏ bánh ở ngoài rất là mềm, đậu xanh ở trong thì lại vừa bùi vừa thơm và bánh lại rất là ráo nữa nha. Và cái phần đậu xanh này được trải dài khắp cái thân bánh luôn, khi ăn thì các bạn sẽ không có cảm giác ngán. Và để ăn được ngon hơn đó thì mình thắng cùng với lại một ít nước cốt dừa. Và cái phần bánh này các bạn có thể thay đổi màu sắc, như là mình làm nhân màu lá dứa, lá cẩm cũng đều rất là đẹp. Và như vậy là mình cũng đã chia sẻ xong cái món bánh này rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.